Hôm nay giới thiệu tiếp anh em một con cassette deck của Tech, mã là V8000S. Thì con 8000S này là con tuần trước thì bay rồi, hôm nay lại lên con tiếp theo. Anh em đợt này thích 8000S cũng đúng thôi, nhìn nó hài hòa mà. Cửa điện giữa này, tất cả các cái chức năng thì đều ok. Đấy, có cả thêm cả Dolby S này. Đấy, mà các hãng khác, các con khác của Tech lại không có. Cái sự phân biệt giữa 7000 với 8000 thì cái cửa băng này là nó có chữ Dolby S này, là một. Cái thứ hai trên cái góc này là có chữ S này, còn 7000 nó không có. Đấy. Còn lại thì nó na ná nhau. Con 8000 này thì em chỉ thấy tiếc một điều là hãng nó không làm má gỗ mà làm má nhựa, nhìn nó không được xịn sò lắm. Thì bây giờ mình đã thay hãng là mình đóng cho họ một cái cặp má gỗ rồi đấy, thì lại nhìn nó lại zin, nó lại xịn xò luôn đấy. Con này về tình trạng thì mặt trước đẹp và xuất sắc này đấy, không cháy xước gì cả đấy, không cần cá gì, đầu từ thì Canon mới tinh này, cũng thế là chơi rồi. Con này em đã căn chỉnh rồi, rất hoàn hảo với em, căn chỉnh ngon lành, cành đào thu phát rất ok rồi. Tất cả mọi thứ dây cua thay hết rồi, thông số chuẩn lắm này. Bây giờ nói chung là 8000S thì nó phát thay rồi, nên là bây giờ thu thử một đoạn thôi nhá. Thì cơ bản là 8000S thì làm quá nhiều rồi. Trước khi thu thì cứ calibration này, jack cộng play này, thì cái đầu này nó đã rất chuẩn rồi, ta căn lại đã rất chuẩn rồi, level nó nằm ở giữa luôn này. Ấn thêm một cái nữa này thì là bias này. Bias thì mình vặn lên làm sao mà nó bằng 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 nhau này là ok này. Đấy. Đấy. Jack level này, jack bias này. Khi mà nó ok rồi thì jack cộng play này. Đấy. Thì băng nó đang có nội dung mà đã xóa sạch ngay luôn đấy. Đây là đang ở đêm nên là em thu nhỏ nhá, còn mọi người thu cứ lên cộng 2 cho em. Nguồn này nó còn hay hơn cả nguồn luôn. Nguồn này Nam này, lại này. Quá hay luôn.
chê trách à? Mang về cứ thế mà chơi rồi. Còn đến này là hết bài. 8.000 có đôn bé xong đọ mà họ đồ họ thêm má gỗ. Nó là chấm không phải phẩy rồi. Cứ thế về mà chơi này, không có gì lằn tằn. Nói chung là con này thì ruột gan cũng giống con trước rồi, mới tinh rồi. Thôi nói chung cũng phải chả phải tháo đâu vì các bạn. May em về con nào như con nào. Đằng sau con này thì cái núm này này, bên Nhật họ còn chưa tháo cho họ chưa dùng này. Em để nguyên luôn. Đấy, có hai đường vào đấy, một đường ra đấy. Em để nguyên luôn, không động chạm luôn. Đây, đằng trước cái chỗ này thì nó có cái tí chảy nhẹ này. Đây, xước này. Đấy. Còn lại thì ok. Đấy. Cái chỗ này chảy thì nếu nhìn thẳng mặt thì không thấy đâu. Nên anh em cứ an tâm mà chơi. Được, ok, thank you nha.